hơn 500.000 binh sĩ NATO đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tổng thống Serbia nói phương Tây đang chuẩn bị cho xung đột quân sự trực tiếp với Nga. Thị trường Kiev nói điều khủng khiếp nếu Ukraine phải chiến đấu 2 năm nữa. Chương trình chiến đấu cơ thế hệ mới của Không quân Mỹ đối mặt nhiều trở ngại. Trung Quốc giảm lãi suất cơ bản để hỗ trợ nền kinh tế. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Mới đây, người phát ngôn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, bà Farah Jaglala cho biết hơn 500.000 binh sĩ của khối hiện đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Bà Jaglala nói với CNN rằng, kể từ năm 2014, NATO đã trải qua bước chuyển đổi quan trọng nhất về hệ thống phòng thủ tập thể của chúng tôi trong thế hệ gần đây nhất. Chúng tôi đã đưa ra các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ chiến tranh lạnh và hiện có hơn 500.000 binh sĩ đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích chi tiết rằng Moscow sẽ không tấn công các nước NATO, điều đó là vô nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đem mối đe dọa tưởng tượng từ Nga ra hù dọa người dân của họ nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi các vấn đề nội bộ, nhưng những người thông minh hoàn toàn hiểu rõ rằng đây là mối đe dọa giả mạo. Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn của báo Tây Ban Nha Pais, người sáng lập đảng cánh tả nước Pháp bất khuất La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon tuyên bố rằng nếu trở thành tổng thống, ông dự kiến đưa Pháp rút khỏi NATO một cách có hệ thống. Ông Mélenchon đã thảo luận về kết quả cuộc bầu cử quốc hội ở Pháp diễn ra hồi đầu tháng này. Chính trị gia nhấn mạnh với nhà báo rằng ông nhất quán ủng hộ việc Pháp ra khỏi NATO trong bối cảnh liên minh này tuân theo logic của xung đột. Tờ báo trích dẫn lời ông Mélenchon nói rằng, tôi chọn logic giải trừ vũ khí và ổn định tình hình. Nếu như tôi ở Điện Elysee, tất nhiên tôi sẽ đưa Pháp rút khỏi Bộ Chỉ huy Quân sự Thống nhất NATO theo cách có hệ thống và có tổ chức, đặc biệt là trong thời kỳ xung đột, để không phải thấy chính mình cũng bị cuốn vào chuyện này. Hiện nay trong NATO có 32 thành viên đủ quyền là Albania, Bỉ, Bulgaria, Anh, Hungary, Đức, Hy Lạp, Đan Mạch, Iceland, Tây Ban Nha, Ý, Canada, Latvia, Litva, Luxembourg, Bắc Macedonia, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Croatia, Montenegro, Cộng hòa Séc, Estonia, Phần Lan, Thụy Điển. Hãng thông tấn TASS của Nga mới đây dẫn lời Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết các nước phương Tây đang tích cực chuẩn bị cho cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Theo TASS, ông Vučić cho rằng phương Tây đang muốn tiến hành chiến tranh từ xa thông qua một bên khác bằng việc đầu tư ngân sách, nhưng hiện tại các quốc gia này chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Ông Vučić nói với kênh truyền hình Pink TV rằng phương Tây chưa sẵn sàng ngay lúc này, nhưng tôi nghĩ họ sẽ sẵn sàng. Họ đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Liên bang Nga và họ đang chuẩn bị nhanh hơn nhiều so với mong muốn của một số người, theo mọi nghĩa. Chúng tôi biết rằng các hoạt động chuẩn bị quân sự đang diễn ra như thế nào, và tôi muốn nói rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự. Serbia là quốc gia châu Âu duy nhất từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt của Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Tuần trước, trong cuộc trả lời phỏng vấn với cổng thông tin Wistuna Polska, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng cảnh báo về kịch bản nổ ra cuộc chiến giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nếu Ukraine không giành được chiến thắng trong cuộc xung đột với Moscow. Ông Duda cảnh báo, nếu Nga đánh bại Ukraine, thì Moscow có thể sẽ tấn công các quốc gia NATO. Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, nếu điều này xảy ra, cuộc xung đột giữa Nga và NATO là có nguy cơ xảy ra. Ông Duda cho biết, chúng ta không thể cho phép Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này, bởi vì nếu chúng ta để Ukraine thua, thì một cuộc chiến tiềm tàng giữa Nga và phương Tây sẽ đến vô cùng gần. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ muốn tấn công ngày càng xa hơn nếu NATO để Moscow giành chiến thắng trước Ukraine. Ông Duda tuyên bố rằng NATO nhất trí coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất đối với an ninh của khối, đồng thời nói rằng mặc dù NATO là một liên minh phòng thủ, nhưng khối này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga. Nhà lãnh đạo Ba Lan nói, cần có quyết tâm để cho ông Putin thấy rằng
phương Tây không sợ hãi. Ông Duda nhấn mạnh, NATO đang chuẩn bị để ngăn chặn mối đe dọa Nga bằng sức mạnh quân sự. Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ thông tin nước này có kế hoạch tấn công NATO, cho rằng họ không đạt được bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy. Nga đã nhiều lần tuyên bố một trong những mục tiêu của nước này là đảm bảo an ninh quốc gia trước mối đe dọa NATO mở rộng về phía đông. Moscow cũng cáo buộc rằng mức độ hỗ trợ mà các quốc gia NATO dành cho Kiev đã khiến họ trở thành những bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Mới đây, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nhận định rằng Ukraine có thể phải tổ chức trưng cầu dân ý để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, bởi Tổng thống Volodymyr Zelensky hiện đang ở trong tình thế mà bất kỳ bước đi nào của ông cũng sẽ là sai trái. Ông Klitschko nói, ông Zelensky có thể sẽ phải dùng đến một cuộc trưng cầu dân ý. Tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ có thể tự mình đạt được những thỏa thuận đau đớn và quan trọng như vậy mà không có sự hợp pháp hóa của người dân. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Corriere della Sera, thị trưởng Kiev cho biết, một giải pháp khả thi để ổn định tình hình cho Ukraine là thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc theo mô hình Israel sau vụ tấn công của nhóm vũ trang Palestine Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Đồng thời, ông Vitali Klitschko thừa nhận những tháng tới sẽ là thời điểm khó khăn nhất đối với người đứng đầu chính quyền Kiev. Ông Volodymyr Zelensky sẽ phải lựa chọn một trong hai con đường, hoặc là tiếp tục cuộc xung đột vũ trang với thương vong và sự tàn phá mới, hoặc xem xét thỏa hiệp lãnh thổ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn nó sẽ đến từ những áp lực của Mỹ trong trường hợp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Vị chính khách Ukraine chỉ ra, khó khăn nhất đối với Tổng thống là làm thế nào để giải thích cho người dân rằng họ cần phải từ bỏ các phần lãnh thổ. Thị trưởng Kiev nhấn mạnh, điều tốt nhất là lực lượng vũ trang Ukraine giành được chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng tình hình ngày càng trở nên khó khăn và khả năng chiến thắng phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của đồng minh. Ông Klitschko thừa nhận, với điều kiện hiện nay sẽ thật khủng khiếp nếu quân đội Ukraine phải chiến đấu thêm 2 năm nữa. Theo giới phân tích Ukraine và truyền thông phương Tây, vị thị trưởng Kiev chính là một trong những ứng cử viên tiềm năng. Khả năng ứng cử của ông đang được phương Tây xem xét nghiêm túc vì ông Zelensky đã làm mất uy tín nghiêm trọng của ông trong mắt các nhà tài trợ cho Kiev và chính người dân Ukraine. Với lời đề nghị trực tiếp của ông Klitschko, cuộc tổng động viên đã bắt đầu được triển khai trên toàn bộ lãnh thổ mà Kiev còn kiểm soát trong tất cả các giai tầng xã hội, đặc biệt là ngay cả những người khuyết tật, cũng như những người bị rối loạn tâm thần cũng được quân đội Ukraine đưa ra mặt trận. Chương trình chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo đầy tham vọng của không quân Mỹ được kỳ vọng là bước nhảy vọt mang tính cách mạng về công nghệ, đang phải đối mặt với nhiều trở ngại trước áp lực ngân sách. Chương trình này có tên là Chiến đấu cơ thế hệ mới, thống trị trên không, NGAD, sẽ xoay quanh chiến đấu cơ thế hệ thứ 6. Mục tiêu của NGAD là đến giữa thế kỷ 21, cung cấp cho Mỹ hệ thống vũ khí mạnh mẽ nhất trên bầu trời và thay thế tiêm kích F-22 Raptor. Khi NGAD lần đầu tiên được đề xuất, kỳ vọng rất cao, bao gồm cả khả năng tàng hình chưa từng có để khiến chiến đấu cơ của chương trình này vô hình trước radar, vũ khí laser và trang bị trí tuệ nhân tạo AI trong bộ điều khiển để xử lý khối lượng dữ liệu từ công nghệ cảm biến mới nhất. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, ngân sách phát triển 28,5 tỷ đô la Mỹ dành cho NGAD trong 5 năm tới kết thúc vào năm 2029, có nguy cơ phải dàn trải trong thời gian dài hơn hoặc thậm chí thu hẹp ngân sách trong bối cảnh Lầu Năm Góc tìm giải pháp tiết kiệm chi phí. Ngày 20 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Không quân Frank Kendall cho biết NGAD được hình thành trước khi các mối đe dọa trở nên nghiêm trọng, trước chương trình thiết bị bay không người lái CCA và trước khi chúng tôi gặp phải một số vấn đề về khả năng chi trả. Mặc dù không rõ tổng chi phí của NGAD là bao nhiêu, nhưng cuối cùng nó có thể cán mốc hơn 100 tỷ đô la Mỹ nếu 200 chiếc chiến đấu cơ được sản xuất, bao gồm chi phí ban đầu cộng với bảo trì và nâng cấp theo thời gian. Hiện có 185 tiêm kích F-22 đang hoạt động. Đây là những chiến đấu cơ dự kiến được thay thế bởi NGAD. Không quân Mỹ đang phải vật lộn với tình trạng chi phí thực tế vượt mức trong một số chương trình quan trọng và tốn kém. Ví dụ, chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Sentinel được hình thành để thay thế tên lửa Minuteman 3 đã tăng vượt ngân sách 81% lên khoảng 141 tỷ đô la Mỹ. Áp lực ngân sách đã buộc không quân Mỹ phải đánh giá lại ưu tiên chi tiêu của mình cho các nỗ lực hiện đại hóa khác nhau, bao gồm cả việc tăng cường sản xuất máy bay ném bom B-21 mới do Northrop Grumman sản xuất. Ngày 22 tháng 7, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC đã thông báo cắt giảm lãi suất chính sách ngắn hạn quan trọng để tăng cường hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
PBOC cho biết sẽ cắt giảm lãi suất repo ngược kỳ hạn 7 ngày từ 1,8% xuống 1,7%. Động thái này nhằm tối ưu hóa cơ chế vận hành thị trường mở và tăng cường hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Quốc cũng cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản LPR kỳ hạn 1 năm từ mức 3,45% xuống 3,35%, trong khi LPR kỳ hạn 5 năm cũng giảm từ 3,95% xuống 3,85%. Việc cắt giảm lãi suất ngắn hạn được đưa ra sau khi dữ liệu chính thức được công bố vào tuần trước cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại trong quý 2 vừa qua, chỉ đạt 4,7%, yếu hơn dự kiến tăng 5,3% và là thấp nhất kể từ đầu năm 2023, khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, ông Trang Tiwei đánh giá, PBOC không đợi đến khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Dự trữ Fed cắt giảm lãi suất trước. Điều này phản ánh rằng họ có thể đã nhận ra áp lực suy thoái đối với nền kinh tế Trung Quốc. Vì vậy, họ cần phải hành động để giải quyết những thách thức trong nước. Ông dự báo PBOC sẽ có nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn sau khi Fed bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất. Trung Quốc đang đối mặt nguy cơ giảm phát và cuộc khủng hoảng của lĩnh vực bất động sản kéo dài, nợ tăng mạnh và lòng tin tiêu dùng cũng như kinh doanh yếu. Những căng thẳng thương mại với Mỹ và Liên minh châu Âu có nguy cơ cản trở hoạt động xuất khẩu.